Sáng ngày 3 tháng 6, tại địa điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ việc cán bộ coi thi ký nhầm và ô đánh cho cán bộ chấm thi. Cụ thể, khi thời gian làm bài thi môn ngữ văn 120 phút trôi qua hơn nửa giờ, thì hai giám thị coi thi của phòng số 25 mới phát hiện ra sự nhầm lẫn này. Do thời gian đã trôi khá nhiều, phải làm lại từ đầu nên nhiều sĩ tử đã òa khóc ngay tại phòng thi. Kết thúc buổi thi, thí sinh HT trú tại huyện Quảng Ninh buồn bã cho biết không hoàn thành được tốt nhất bài thi với thời gian chép lại những câu đã làm mất khá nhiều thời gian. Trong khi đó, em TT, học sinh trường Trung học phổ thông số 1 Nam Lý nói thời gian làm bài trôi qua một nửa, chúng em được thông báo phải làm lại vì giám thị ký nhầm. Mặc dù rất hoang mang nhưng chúng em đành phải làm lại. Đến chiều tối cùng ngày, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình đã tổ chức một cuộc họp khẩn với tất cả phụ huynh và thí sinh thuộc phòng thi số 25 điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp để bàn phương án xử lý, đồng thời nói xin lỗi với phụ huynh và các thí sinh. Phía Sở cũng đã đình chỉ công tác coi thi đối với hai giám thị tắc trách gây ảnh hưởng đối với các thí sinh dự thi. Trong cuộc họp, ông Nguyễn Đinh Quý Nhâm, giám đốc Sở đã đưa ra phương án sẽ tổ chức cho các thí sinh thi phòng số 25 thi lại môn ngữ văn tùy nguyện vọng của thí sinh, nếu điểm thi nào cao hơn thì sẽ lấy. Tuy nhiên thì một số phụ huynh và học sinh tỏ ra không hài lòng với phương án mà Sở đưa ra. Thay vào đó, nhiều phụ huynh đã đề xuất nâng điểm cho các thí sinh.